Hôm nay về được con máy cắt cỏ công suất lớn nhá, hàng xuất Nhật các bác nhá. Con này thì rất là đẹp. Đấy, về thì máy các bác nhìn này, chưa vệ sinh nhá, chưa vệ sinh máy còn rất là sáng. Con này được trang bị công suất là 43cc, nòng 40 ly nhá các bác nhá. Con này là hàng xuất Nhật đó, hàng xuất Nhật luôn, tiêu chuẩn của Nhật nhá, rất là chất lượng. Này, máy đẹp keng luôn các bác ạ. Đây, bụi bẩn này, chưa rửa nhá, như mới luôn anh em nhé. Đây, bình xăng này, trắng tươi, máy như mới luôn, rất đẹp. Đó, con này thì thích hợp cho các bác nào mình chuyên phát cước nhé, chuyên phát cước hoặc là các bác làm sới các kiểu nhé thì xài con này cực kỳ ngon. Đấy, con này thì giá cực kỳ mềm luôn, công suất lớn. Đấy, giá em báo công khai là 1.600.000 bao phí ship nhá. Đây, cái này chưa vệ sinh luôn này, hơi hiếc càng đét luôn này. Đấy, cái này thì còn xăng nổ luôn nhá, còn xăng Nhật nổ luôn nhá các bác nhá. Đấy, nó hơi bị rách tí xíu thôi, không ảnh hưởng. Bụi chưa rửa này, hơi bẩn tí. Đấy, các bác nào chốt ấy thì em rửa qua tí cho nó sạch sẽ nhá. Tum này, tum rời bố con lớn này. Con này thì các bác động cơ các bác gắn máy khoan đất này, máy sới các kiểu đều được nhá, cực kỳ ngon. Đấy, trọng lượng của nó rơi tầm 6,5 kg. Đấy, hàng xuất Nhật nhá, hàng VIP luôn các bác nhá. Giá chỉ là 1.600.000 thôi, bao phí ship cho anh em, bao đủ đồ nhá. Đó, con này thì còn xăng nổ luôn rồi. Các bác nào chốt thì em sẽ dọn sơ qua cho bác nhá, dọn vệ sinh chế chiếc các kiểu nhá. Còn máy thì bao ngon nhá, các bác nào chuyên quật cước nhá. Đó, công suất lớn này. Đó, rồi test nổ luôn này. Đây, con xăng nổ luôn nhá. Xăng nguyên xăng nổ luôn, rất chất luôn. Rồi, con này giá 1.600.000 nhá, bao phí ship cho anh em. Đó, bác nào quan tâm sản phẩm nhé thì liên hệ trực tiếp qua số điện thoại cửa hàng 0976123370. Có tặng đủ đồ khi bác nào chốt nhá. Rồi, cảm ơn tất cả mọi người theo dõi video. Xin chào tất cả mọi người.